Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, tôi là Trần Quốc Minh chủ của Website đào tạo Forex. Cảm ơn bạn nhé. Tôi cũng vừa mới bật mic lại cũng quên do mấy hôm ấy. Thì những giá trị mà chúng bên trung tâm đào tạo Forex chia sẻ gửi đến nhà đầu tư là những giá trị mà bản thân tôi về trong suốt thời gian nhiều năm qua chúng tôi đã phải nỗ lực chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải hiểu rằng tất cả bất kỳ một ai cũng có thể tồn tại được ở trên thị trường này, họ phải chứng minh cho ta thấy rõ được những giá trị này để áp dụng vào trong thực tế bằng chính những tài khoản của bản thân họ ở trên thị trường, chứ không phải nhà chúng ta chỉ nghe nói về thành công của bản thân họ thế này hay thế kia ở trên thị trường, thì đó là hoàn toàn là vấn đề sai trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những gì mà trong suốt thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình mà chúng tôi phát triển trên thị trường thì tôi chia sẻ để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được những giá trị này. Nhà đầu tư phải hiểu rằng đây là cả một quá trình mà bản thân mỗi chúng ta phải nỗ lực, phải phấn đấu ở trên thị trường giao dịch Forex, chứ không phải nhà chúng ta thích, nhà chúng ta ra ngoài chúng ta có thể giao dịch được. Tất cả những kiến thức thì chúng ta phải thấy rõ cái người thầy, họ phải chứng minh cho chúng ta bằng thực tế, chứ không phải nhà chứng minh bằng nói mồm là ừ chỗ này ta giao dịch thành công thế này hay thế kia trên thị trường. Đấy là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý. Thì tôi chia sẻ đây để cho các bạn hiểu rõ về những cái điều mà khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này các bạn phải thấy rõ. Và các bạn có thể thấy thì trên thị trường giao dịch Forex thì các bạn đi đến đâu các bạn cũng thấy họ nói về thành công của bản thân họ, nào là họ nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường, nào họ đang là chuyên gia ở chỗ này hay chỗ kia, đang quản lý quỹ thế này hay thế nọ, rồi gì nhỉ, rất là nhiều năm kinh nghiệm, biết được rất là nhiều vấn đề. Nhưng thực tế ở trên thị trường giao dịch Forex này các bạn phải hiểu rằng có là chuyên gia rồi đi chăng nữa, thế mà chỉ có nói mồm thì không ai tin. Và thì nhà tất cả mọi vấn đề trên thị trường giao dịch Forex thì chúng ta phải thấy rõ bằng thực tế, họ phải giao dịch cho chúng ta nhìn thấy, đánh giá được, thì có đó mới là giá trị để chúng ta nhìn nhận. Và giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này phải là nhà được chứng thực bằng chính những giá trị giao dịch trade line để cho chúng ta thấy được điều này xuyên suốt những thời gian dài, chứ không phải nhà chúng ta tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex chúng ta chỉ nghe nói về thành công mà bản thân chúng ta cũng chẳng biết cái người đó họ 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 thành công với cái kiểu gì. Để mà nói về thành công thì thằng nào cũng nói được, nhưng để chứng thực về cái sự mà thành công đấy ở trên thị trường đấy nó mới là giá trị, là thước đo của chính trader đó. Và khi bản thân nhà đầu tư tham gia vào trong thị trường thì các bạn cũng cần phải gì nhỉ, đánh giá được, chứ không phải nhỉ, khi các bạn vào trong này các bạn chỉ nghe nói nó nói về cái lợi nhuận mà cả bản thân các bạn còn chẳng đánh giá được nè, nó có lợi nhuận thật hay là lợi nhuận ảo trên thị trường này. Đấy là điều mà nhà đầu tư cần phải xem xét lại cả cái quá trình khi mà các bạn đến với cả thị trường giao dịch Forex. Tôi mong muốn rằng những gì tôi chia sẻ sẽ hỗ trợ cho bản thân các bạn. Và khi các bạn đến với cả website đào tạo Forex thì các bạn sẽ thấy rõ chúng tôi luôn luôn livestream ở YouTube, hoặc là nhà chúng tôi livestream trực tiếp ở trên kênh Facebook của bản thân mình. Đó, thì đây tôi cũng phát đây livestream trong suốt thời gian nhiều năm qua. Và bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex thì đây tôi show full tài khoản của bản thân mình trong suốt thời gian dài nhiều năm qua và hướng dẫn mọi người coi tài khoản của người thầy là như nào, và tôi giao dịch cho các bạn thấy rõ liên tục của trong thị trường này. Và đây là một mục mà tôi rất là thích, đây là mục là nhà tôi chia sẻ về các cái góc khuất ở trên cái thị trường giao dịch Forex này và mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ. Rồi đây là mục mà nhà tôi hay live stream ở trên YouTube này, đó đây live stream ở đây, hoặc là live stream ở trên Facebook thì sẽ gì nhà tôi sẽ lấy video về và tôi sẽ viết bài tôi gửi đến mọi nhà đầu tư. Đó, những cái tin nông farm ra tôi hay ngồi trực tiếp cùng học viên bản thân tôi. Đó, rồi đây là một mục tôi chia sẻ đến cho cộng đồng là mục tìm hiểu thị trường giao dịch Forex. Đó, tôi chia sẻ rất là nhiều các giá trị gửi đến nhà đầu tư, và mọi giá trị tôi đều chứng minh bằng giao dịch thực tiễn trên thị trường. Và đây là gì nhỉ? Dịch vụ cứu lệnh cho khách hàng. Và những ai là gì nhỉ? Tôi cứu, họ đồng ý thì tôi mới được quyền tôi show lên cho bản thân các bạn thấy rõ. Và đây mục nữa là gì nhỉ? Chia sẻ về IB và sàn Forex, họ có những cái chiêu thức lừa đảo gì đến nhà đầu tư để nhà đầu tư có thể hiểu rõ bản chất của thị trường giao dịch Forex này là gì. Và đây là gì nhỉ, mục của những bọn mà đi buôn bán robot ở trên thị trường, nhà đầu tư phải hiểu rõ về thực trạng này khi mà tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Tôi hay chính các bạn thế thôi, muốn giao dịch được thì cần phải cả quá trình, phải cần cả một cái khoảng thời gian rất là dài và phải nhìn nhận về những cái kiến thức đó. Kiến thức ở trên thị trường giao dịch Forex thì rất là nhiều, nhưng gì nhờ kiến thức mà áp dụng được vào trong thực tế và người vận dụng được đó kiến thức đó vào trong thực tế, đó mới là giá trị để chúng ta nhìn nhận, đó mới là giá trị để chúng ta đánh giá. Chứ nếu mà gì nhỉ, ở bên ngoài nhiều người có thể chơi được giống như bọn nó đang nói mồm thì xin lỗi cả các bạn, chúng nó hàng ngày chúng nó live stream cho các bạn thấy rõ về vấn đề này, chứ không phải nhỉ, chúng nó lên chúng nó chỉ nói mồm, hoặc chúng nó chụp hình bằng trên điện điện thoại
Đó mới là vấn đề để cho các bạn nhìn nhận và đánh giá. Điện thoại chúng nó suốt ngày chúng nó xô lên chúng nó ăn, nhưng mà gì nhỉ, bảo chúng nó cho coi live trade trực tiếp thì chúng nó lại không cho xem. Và điều này đó là vấn đề mà nhà đầu tư cần phải hiểu rõ. Ở trên thị trường giao dịch Forex này, thằng chuyên gia nào dám đánh live, thằng chuyên gia nào dám show full tài khoản giống như tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex, trong suốt thời gian nhiều năm qua trên thị trường này, xin lỗi cả các bạn, chúng nó những thằng đấy là những thằng chuyên gia tự phong, và nhà bản thân chúng tự phong cho bản thân chúng những cái nhà top trên thế giới, hay là á quân thế giới, hay thế này thế nọ trên thị trường. Thì đấy, tôi chia sẻ để cho các bạn cùng nhìn nhận, cùng hiểu rõ các cái vấn đề này ở trên thị trường giao dịch Forex. Và bản thân các bạn phải thấy rõ được rồi nhỉ, để các bạn thành công là cả quá trình, chứ không phải nhỉ, các bạn lao vào đây các bạn đòi 2-3 bữa là có thể tạo ra tiền, hoặc là nhỉ, bao nhiêu bữa thì có thể kiếm được ra tiền. Xin lỗi cả các bạn, người mà có thể đầu tư thành công được không ai hỏi câu đấy, mà họ luôn luôn hỏi bản thân họ là nhỉ, họ đã có khả năng chưa, và bản thân họ họ đánh giá rằng gì nhỉ, bản thân họ đã gì nhỉ, đủ cái trình độ để họ có thể tham gia vào trong thực tiễn hay chưa. Chúng ta phải hiểu rằng để mà chúng ta có thể chơi được, để mà chúng ta có thể tồn tại được, thì bản thân chúng ta phải đánh giá được cái bản thân mình, và đánh giá được cái người mà chúng ta theo học đồng hành đấy họ có khả năng hay là không, chứ không phải chúng ta tham gia vào trong thị trường này chúng ta chỉ nghe thấy ở lợi nhuận một tháng bao nhiêu phần trăm. Xin lỗi cả các bạn, lợi nhuận một tháng bao nhiêu phần trăm, các bạn phải nhìn lại 30% của 100 đô khác hẳn, mà 30% của 1.000 đô nó khác hẳn, và 30% của 100.000 đô nó khác hẳn. Đấy là giá trị mà các bạn cần phải hiểu rõ, chứ không phải các bạn tham gia vào trong thị trường này các bạn cứ nói là nhà đánh thế này là không quản lý vốn, không có SL là không quản lý vốn. Tôi đéo bao giờ SL, tại sao tôi vẫn thắng? Và tôi đéo bao giờ SL, tại sao tôi dám show trực tiếp những giá trị này để tôi gửi đến nhà đầu tư? Đó mới là điều mà nhà đầu tư cần phải hiểu rõ. Và gì nhỉ, những cái thằng ngoài ngoài kia nó nói bạn làm gì nhỉ, lệnh này vào lớn rồi bản thân nó nói là gì nhỉ, tại sao không có SL như vậy, thì các bạn bảo nó hẳn đưa hẳn tài khoản chúng nó đây, thì các bạn sẽ thấy một câu trả lời rằng gì nhỉ, nó bảo là nhỉ, nó không cần phải chứng minh. Xin lỗi cả các bạn, tại sao không cần phải chứng minh? Tại sao nhỉ, tin thì học mà không tin thì không học. Xin lỗi cả các bạn, đéo có vụ tin thì học hay là không tin thì không học. Thì đấy là điều mà các bạn cần phải nhìn nhận, phải hiểu rõ được. Tất cả mọi giá trị đều phải chứng minh bằng thực tiễn, đó là điều mà tôi truyền đạt cho đến mọi nhà đầu tư trên thị trường giao dịch Forex này, để các bạn hiểu rõ về giá trị này ở trên thị trường. Thì đây là điều mà tôi chia sẻ, tôi mong muốn rằng các nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex cần phải hiểu rõ. Thì tôi chính là chủ của website đào tạo Forex, là tôi là Trần Quốc Minh, gửi đến nhà đầu tư những giá trị mà trong suốt thời gian nhiều năm qua của cả quá trình phát triển của bản thân mình, tôi liên tục chứng minh, tôi liên tục tục gửi đến cho mọi nhà đầu tư, để nhà đầu tư có theo dõi, nhìn nhận và đánh giá được toàn bộ những giá trị này. Tôi Trần Quốc Minh xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này.